Hello anh em quý khách hàng của các bạn đã tiếp tục trở lại với cái kênh mua bán xe tải cũ bên mình. Thì ngày hôm nay mình lại có một em xe tải Ben đó, xe tải từ đổ em. Đó là chiếc xe với số loại của nó là Hyundai Mercy HD65. Đây là một chiếc xe phiên bản xe Ben 1,750 tấn, 1,7 tấn, gần 1,8, và khối lượng toàn bộ của nó là 4,995. Một chiếc xe tải tự đổ vô thành phố và đi những khung giờ cấm ở dưới Đồng Nai được nha anh em, 1 tháng 9 cấm 1 tháng 9. Thì xe này với cái chiều dài của cái thùng ben nó là 2,9 m và chiều ngang là 1,880 và chiều cao của cái bửng là 395 mm. Đấy, đây là cái tải trọng của nó nè, nó xe 3 chỗ ngồi và cái tải trọng này mình mới nói với anh em. Đây là cái thùng ben rất là dày luôn á anh em. Thùng ben với khối của nó là hai khối 2 đó. Đó, nếu mình tính thì là được hai khối 2. Đó. Đây là cái thùng ben của nó, do trời mưa cho nên nó hơi ngập nước. Thùng ben này bằng thép rất là dày và rất là cứng cáp nha. Với cái dòng xe tải của Hyundai HD65 này, với cái thùng xe ben tự đổ, sản xuất của nó là năm 2016, niên hạn sử dụng nó 2041, và vỏ lốp vẫn còn ngon lắm anh em, cầu cũng rất là lớn này, bánh bánh đôi này, với đường kính mâm là 16 inch và vỏ 7 inch nha. Đó, thùng ben cũng rất là lớn. Đấy, nếu anh em thích những cái dòng xe ben của Hyundai và chất lượng thì đây là một sự lựa chọn mình cảm thấy cũng rất là tuyệt vời trong cái dòng xe tải cũ mình muốn mang đến cho anh em, quý khách hàng của các bạn trong cái video này. Đây là một chiếc xe ben với HD65, một chiếc xe mà cũng rất là cứng cáp để cho anh em đầu tư kinh doanh với cái chở hàng vật liệu xây dựng. Đấy, một chiếc xe mà mình cảm thấy cũng rất là ngon lành đó. Đây, mình với anh em sẽ kê cái hồi hắt phía trong của nó nè. Đấy, kính chỉnh điện, khóa cửa trung tâm, cái ba chỗ ngồi bọc da, xe có máy lạnh sẵn theo xe luôn. Nói chung là xe rất là tuyệt vời. Xe này đi thì cũng tương đối thôi, 4 năm mà xe này đi là, đây là mình chiếu số km đó cho anh em coi là xe này được được bao nhiêu năm nha. Bay bao nhiêu km thì xe này 4 năm đi được khoảng là 108.000 km tương đối nha. Thì xe này với vô lăng nó cũng có trợ lực nè, cáp lô hiển thị, nói chung là mọi thứ trên xe vẫn cảm thấy rất là tuyệt vời. Hệ số của nó, hộp số của nó là 5 số tiến một số lùi nha. Xe ra cơ rất là mạnh của cái dòng xe Hyundai HD65 rất là quen thuộc với anh em quý khách hàng. Đấy, nói chung là nội thất rất là đẹp luôn, là mình cảm thấy xe này còn rất là zin, rất là đẹp đó. Một chiếc xe tải cũ mà tự đổ xe ben như thế này thì mình cảm thấy khá là tuyệt vời đó anh em, tương đương với 4 lít cho anh em, động cơ khá là mạnh luôn, 88 kW tại vòng tua 2009 nha. Đó, động cơ của Hyundai D4DB, động cơ rất là mạnh luôn, rất là mạnh mẽ luôn anh em, nghe tiếng máy thấy rất là tuyệt vời luôn rồi. Một xe tải tự đổ mà mình cảm thấy rất là đẹp, xe này chở vật liệu xây dựng với cái ti ben của nó rất là khỏe luôn, thùng ben rất là cứng cáp để anh em đầu tư. Thì một chiếc xe này còn zin và chưa bung máy và chưa đâm đụng, nói chung là một chiếc xe mà mình cảm thấy rất là chắc để anh em đầu tư kinh doanh khởi nghiệp với cái vật liệu xây dựng đó. Một chiếc xe của Hyundai với động cơ rất là mạnh, ra cơ vô những con đường lầy lội gồ ghề thì mình cảm thấy là với một cái xe ben mà ra cơ của Hyundai này rất là mạnh cho anh em vượt lầy lội rất là tuyệt vời vô những con đường mà xấu đó. Cảm ơn anh em với khách hàng của các bạn đã theo dõi cái video.